Chào mọi người, mình là Toàn. Mình là Hưng. Chào mừng mọi người đến với In the Mood for Food. Đây là đâu? Đây chính là chợ 200 tại quận 4. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Let's go. Anh Hưng, anh nãy trên cái quá trình mà mình đi ở chợ 200 á, có một cái xe bán đồ ăn. Yeah. Em cực kỳ tò mò luôn, thì đó giờ em chưa bao giờ em thử. Yeah. Đó chính là bánh chuối Thái. À. Bánh chuối thì em ăn rồi, Thái Lan thì em đi rồi, mà bánh chuối Thái em chưa ăn. À, ok. Ok. Bây giờ em chào hai bạn. Rồi, cho mình hỏi là bánh chuối Thái thì nó khác gì với bánh chuối của Việt Nam mình lúc làm không ta? Về nguyên liệu thì có cái gì khác không? Bánh bánh á là sẽ nặng bột, gào bột, xong rồi đặt bánh ở bánh chuối này. Yeah. Rồi sau đó mình sẽ cắt những cái nhân với những phô mai, chuối hay là dừa bắp. Dạ, đó mới là đó là điểm đặc biệt đó. Thế, bạn cho mình hỏi một chút, tức là bánh chuối Thái là chuối này mình nhập từ Thái Lan về? Dạ không, phải không ạ? Như mình nói thì là anh chủ hồi đấy có đi qua Thái, xong rồi có tìm hiểu và thấy là bắt mắt á, xong rồi học mở rồi về mở. Vậy thì ở đây là mình có những cái loại nhân gì bạn? Mình có rất là nhiều loại nhân. Siêu phẩm phô mai trứng chuối. Rồi cacao sữa, cà cao trứng. Siêu phẩm là để đầu tiên đúng không? Siêu phẩm là chắc là phải cái gì đặc biệt. Là món signature của quán mình đúng không? Vậy thì một phần siêu phẩm nè, với lại một phần phô mai bắp đi. Hai phần cho mình. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn. Ok, cùng chờ đợi món ăn nha mọi người. Em lắm rồi đó. Siêu phẩm, một cái là phô mai bắp. Đây mọi người. Mình quẩy nó được chưa? Đây, vậy bây giờ Toàn với anh Hưng sẽ thưởng thức trước món bánh chuối Thái phô mai bắp cho hương vị nó làm sao. Okay. Này lạ lắm mà chưa ăn bao giờ. Rồi, mời anh Hưng. Mời em. Wow, nóng à. Anh đang nghi ngờ là nó nóng rồi. Nên là anh mới đút cho em á. Nhưng mà thấy màu sắc rất là đẹp. Bánh được chiên, giòn. Không, không hỏi luôn. Mà cái lớp bột á, nó rất là, hồi nãy như theo như bạn nhân viên nói là nó dày hơn cái bánh chuối của Việt Nam. Nhưng mà Toàn lại thấy là cái lớp bột thì nó lại có phần mỏng hơn, ăn đỡ ngán hơn. Bánh chuối Việt Nam thì nhìn nó có vẻ dưng dã hơn chút xíu. Đó là một cái lớp miếng bánh nó hình dài vậy nè. Yeah. Mà bột dày. Yeah. Cái này nó lại có phần mỏng hơn, ăn đỡ ngán. Yeah. Và ở đây là có nước sốt nữa mọi người, có mùi nước sốt ở trên, ngọt ngọt. Ngọt, ngọt ngọt, ok. Ok ha. Rồi, ok, vậy thì qua cái siêu phẩm của anh đi. Cái lớp sốt này hình như là sô-cô-la, nó là sô-cô-la. Bây giờ cái này phô mai bắp, ăn vô thì cái mùi bắp nó lại nhiều hơn. Không, bây giờ hồi nãy em nói là đi ngang qua cái xe đó nhìn thấy thú vị là chỗ ăn liền. Yeah. Ai ngờ ăn đúng được luôn một cái món rất là ngon. Yeah. Đặc trưng, lạ miệng. Bánh chuối Thái và bánh phô mai bắp Thái. Bắp Thái. Yeah. Okay, mọi người, nếu như tới với chợ 200 thì đến với lại hồi nãy tìm tên gì ta? Ba Chu Tha. Ba Chu Tha. Yeah. Cũng nằm ngay gần với lại tổng giá sứ sấm chiếu luôn. Yeah. Nãy giờ là chưa có rời khỏi cái khu vực này nữa mà đã có quá nhiều đồ ăn rồi. Yeah. Ok, tới đây cái xe màu xanh lá rất là dễ thương. Yeah. Tới và thưởng thức. Ngoài cái này ra, ngoài siêu phẩm với lại phô mai bắp ra, yeah, còn có nhiều những cái nhân khác nữa. Tới thử với mọi người, đảm bảo ngon. Nhớ ghé nha. Bây giờ đi ăn tiếp. Bye bye. Xuống. Yeah. Bây giờ mình sẽ ăn một cái món gọi là em nghĩ là ai cũng thích hết, mà vừa ấm bụng vừa dễ ăn. Yeah. Nghe thì đơn giản thôi mà rất là cầu kỳ và đa dạng nha. Yeah. Giới thiệu với anh Hưng, súp Hằng tại địa chỉ là 200-18 Sấm Chiếu, phường 14, quận 4. Yeah. Đây nằm trong khu chợ 200 luôn. Yeah. Cái tuổi thơ của em á là mỗi lần mà đi học hồi tiểu học về thì lúc nào cũng phải nằng nặc đòi ba đi kiếm cái chỗ bán súp ốc heo, súp cua để mà ăn. Thì cái món này em đang rất là thích. Yeah. Ăn vậy thôi mà cũng no nha, ấm bụng nữa.
Vậy bữa nay em giới thiệu với anh Hưng cũng như là các bạn đến với lại món xếp hàng của cô Hằng. Dạ chào cô. Ở đây thì thường là khách sẽ gọi món súp nào là nhiều nhất cô? Tại em thấy ở đây có nhiều cái loại quá. À, thập cẩm, ốc heo bán thảo. Rồi, ngoài ra là con thấy là có súp cua nè, súp tôm, trứng gà, thanh cua luôn. Quá nhiều. Vậy thì bây giờ em thử trước nha. Em cũng đang nói. Nếu mà toàn có kinh nghiệm ăn súp rồi toàn kêu luôn giúp anh. À, vậy là tin tưởng em luôn. Rồi, tin tưởng thì em cho ăn thôi. Vậy thì cô cho con một phần đặc biệt đi, với lại một phần ốc heo bắc thảo. Nhớ là hồi đó con đi học quá con. Hồi đó đi học là cứ ra là bắt ba phải mua cho một phần súp như vậy. Dạ. À, cái súp thằng này là mình mở lâu chưa cô? 15 năm. Wow, 15 năm. Là ở chỗ này luôn, 15 năm. Quá uy tín. Thế là đó. Cái phần đặc biệt của em là bao gồm đây. Trứng bách thảo, trứng cút, tôm, lòng đỏ, trứng gà, có này mà lá mà hồi húp cái rột như một cái là đỉnh cao luôn á, nói thiệt á, đặc biệt là ốc heo. Dạ. Hồi nãy có một phần thanh cua nữa mà em lỡ ăn mất tiêu rồi, tại ngon quá. Đây là một tô đặc biệt với giá là chỉ có 48.000 thôi, không có cao, nhưng một cái tô chất lượng như thế này giá không hề cao thế nào. À, của anh Hưng là ốc heo bắc thảo, hồi nãy giờ anh Hưng có thử cái bắc thảo chưa? Chưa, nãy giờ anh em ốc heo rồi. Ốc heo ngon đúng không? Heo dính. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Mọi người hãy nhớ súp cô Hằng ở số 200-18 Sớm Chiếu, phường 14, quận 4, ở trong khu chợ 200. Đó, khách mua quá trời luôn. Cần đảm bảo với các bạn súp nhiều, chất lượng, các loại topping cũng như là trứng gà, thanh cua, ốc heo, tôm, cái nào có đấy là bự bá luôn, ăn đã miệng luôn. Rất là hấp dẫn, khách rất là đông. Cho nên là mọi người nếu có cơ hội đến với chợ 200, ghé ăn súp của cô Hằng. Đi đâu vậy Hưng? Nay mình sẽ đi ăn đá bào đi. Tại vì nãy đá đi bào. Qua anh thấy có đá bào và anh chưa ăn đá bào bao giờ. Thật luôn? Thật. Nói như chưa ăn đá bào? Chưa. Hay quá ha. Tại vì cái tuổi thơ của em với Hưng kiểu bị chán ngược á. Dạ. Em hồi đó thì em lại rất là hay ăn đá bào, nhất là vào mấy cái ngày mùa hè. Tại vì hè là nó ôi bức. Bây giờ chỉ cần một ly đá bào thôi, đá bào ra với siro bỏ vô ăn thôi. Chỉ cần nhiêu đó thôi nha. Mà có thể gọi là trả một cái tuổi thơ mùa hè của tụi em luôn. Ok, thế bây giờ mình cùng trở về tuổi thơ của Toàn với món đá bào. Ừ, dạ rồi, ok. Ok, dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Cô ơi, ở đây mình có đá bào với lại những cái gì cô nhở? Cô có đá bào, dâu tây, dâu tầm, chanh dây, dâu bánh lăng. Ê mọi người, menu rất là đa dạng món ha. Có đá bào, bánh lăng, da ua, rồi milo, rất nhiều thứ. Đây là một da ua, dâu tầm nè, đúng không? Một milo đá bào, bánh lăng. Milo đá bào thôi, đá bào thôi, milo đá bào. Rồi một phần bánh lăng riêng. Dạ. Với lại một cái đá bào trái cây thập cẩm. Ok. Rồi bốn món. Dạ. Dạ rồi, bốn món. Rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn cô. Dạ. Xin mời nha. Có kẹo dẻo marshmallow, có dừa nạo, dừa khô. Đây là những cái hàng này hình như cũng là hạt milo luôn phải. Đó,
mình càng quậy mạnh lên mình thấy cái sự hấp dẫn của nó bên dưới. Rồi trộn lên mát lạnh sảng khoái, ăn vô cái là tỉnh táo liền luôn. Cái việc mà có thêm nhiều cái topping ở trong này á, nó khiến cho cái trải nghiệm ăn đá bào của mình nó thú vị hơn nhiều. Mọi thứ là dừa giòn giòn, củ dừa khô, của những cái hạt pilo mà dai dai của marshmallow, những cái vị của bột pilo thêm đá vô nữa, quá đỡ luôn. Đây mời mọi người nha. Mát quá, rau mua này với lại dâu tằm này nó chút chua ngọt ngọt. Nhà bánh lăng ở đây mà vẫn có hạt chân trâu nữa mọi người. Đây là ly đặc biệt, là ly thập cẩm. Ly thập cẩm này thì không có rau ua, nhưng mà cái vị chua của nó chủ yếu là đến từ dâu tây và dâu tằm, nó ngọt tí nhẹ một chút, chắc là trong này có siro hoặc syrup gì nữa, nó mát. Và vừa rồi thì Hưng với Toàn vừa thưởng thức xong những ly đá bào mát lạnh, sảng khoái tâm hồn. Đặc biệt là trong cái thời tiết của Sài Gòn á, lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc nóng, những ngày oi bức như là ngày hôm nay của tụi mình, thì cái việc mà tới cuối ngày rồi có được những ly đá bào như thế này, vừa ôm cái ký ức của tuổi thơ này hồi đó nè, mà vừa được sảng khoái thì uống vô cái là mát lạnh cả người luôn. Và đây cũng là cái điều cuối cùng mà Toàn với Hưng muốn đi cùng với các bạn đến với chợ 200 ngày hôm nay. Thực ra trong khu chợ 200 vẫn còn rất nhiều những cái hàng quán món ăn khác, nhưng mà do cái thời lượng chương trình cho nên là ngày hôm nay chỉ mới tới 5 món thôi. Và hy vọng là sẽ có lại có một cơ hội khác của Toàn lại đến đây, đi tới những quán khác để mà có thể giới thiệu cho mọi người cái món ăn hấp dẫn ở trong này. Ok, bây giờ mình là Toàn, mình là Hưng, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình In the Mood for Food. See ya.